cho dung dịch HCl0,5m tác dụng vừa đủ với 21,6g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3. Thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2 là 15 và tạo ra 31,75g muối. Câu A là tính thể tích dung dịch HCl đã dùng và câu B là tính phần trăm khối lượng mỗi chất ở trong A. Đề yêu cầu các con là phải tính thể tích dung dịch HCl trước rồi mới đi tính khối lượng mỗi chất trong A. Mình nhớ nha, nếu mình làm theo quy trình ngược lại thì mình không được full điểm đâu nha. Đó là đề yêu cầu chúng ta làm sao, cái nào trước là chúng ta phải trả lời câu hỏi đó trước nha. Đề cho ba chất tác dụng với HCl và phẩn xảy ra vừa đủ. Nghĩa là những chất nào có khả năng tác dụng được với nhau thì chúng ta sẽ viết hết ra. Và chúng ta có FeO cộng HCl ra gì? FeO cộng HCl sẽ ra FeO cộng HCl sẽ ra FeCl2. FeO cộng với HCl sẽ ra FeCl2 cộng với nước. Đây là phẩn giữa oxit bazơ và axit tương tự FeCO3, phẩn muối tác dụng axit muối axit yếu, tác dụng axit mạnh ra FeCl2 và đẩy axit yếu ra ngoài. Mà axit H2CO3 mình viết dưới dạng CO2 với nước. Như vậy, CO2 là khí này. Thứ ba là sắt cũng hòa tan trong dịch HCl ra muối sắt hóa trị 2 và giải phóng khí hydro. Đây là một phẩn thế. Và như vậy hỗn hợp khí của cô á, hỗn hợp khí của cô á là gồm khí gì với khí gì? Khí hydro và khí CO2. Và đây là bài toán hỗn hợp cho nên cô sẽ đặt số mol A, B, C và cô điền hết. Đây A, B, C thì đây là 2A, 2B và 2C. Đây A, B, C. Rồi đây là A, B, C. Và đây là C, A, B, A, B, C. Rồi, lưu ý này, đề yêu cầu chúng ta phải xác định. Đề yêu cầu chúng ta là phải xác định cho được. Chúng ta cần phải xác định cho được là HCl trước, chứ không phải là khối lượng. Cho nên ở đây nếu chúng ta giải ra các số mol A, B, C là coi như chúng ta tính khối lượng các chất này trước rồi. Chúng ta không được giải số mol các chất trước rồi mới đi tính HCl là sai. Họ yêu cầu tính HCl trước rồi mới đi tính A, B, C, tính riêng từng A, B, C. Như vậy cô giải bằng cách nào thì cô phải dùng, lưu ý nha, cô phải dùng nguyên tắc bảo toàn hoặc là cô lập được cái phương trình nào đó. Thì ở đây cô có này, khối lượng muối. Khối lượng muối cô thu được là FeCl2 là bằng A cộng B cộng C. Nghĩa là cô không được phép giải ra A cụ thể bằng bao nhiêu, B cụ thể bằng bao nhiêu và C cụ thể bằng bao nhiêu. Nếu cô giải được cụ thể A, B, C có nghĩa là cô tính được khối lượng các chất, nên là coi như cô tính phần trăm khối lượng các chất trong hợp A được rồi. Như vậy là cô tính cô B trước cô A. Nếu cô tính cô B trước cô A là cô không được full điểm đâu nghe. Theo nguyên tắc đó nè, nhớ nè. Số mol FeCl2 là bằng A cộng B cộng C và bằng 31,75 chia cho khối lượng là mấy, 56 cộng 35,5 nhân 2 là mol lớn 127 nè. Vậy là 31,75 chia 127 bằng 0,25 mol này. Mà như các em thấy nè, số mol HCl trong phương trình là bằng gì? 2A cộng 2B cộng 2C. Nếu cô đặt số 2 làm thử chung là cô có A cộng B cộng C. Bài này là nói chung bạn nào cũng làm được hết á. Nhưng vấn đề chỗ là các bạn sẽ đi tính ẩn ABC ra trước. Mà một khi tính ẩn ABC ra trước thì coi như các bạn là cô B trước. Mà đề yêu cầu theo thứ tự trả lời từng câu một. 2 nhân với 0,25. Nghĩa là chúng ta chưa được phép giải ra số mol của từng chất luôn nha. Là bằng 0,5 mol. Nếu cô làm theo cách này là cô chưa biết số mol ABC là bao nhiêu hết á. Chú giữ tổng của nó thôi thì không vi phạm cái điều của tính được khối lượng mỗi chất cả. Có số mol HCl và từ đó cô tính được thể tích dung dịch HCl đã dùng là bằng số mol là mấy? Số mol là 0,5 chia cho nồng độ dung dịch 0,5 là ra 1 lít. Như vậy thể tích dung dịch HCl cô đã dùng là 1 lít.
Rồi cô có phương trình nhất là A cộng B cộng C bằng 0,25. Rồi phương trình thứ nhì, khối lượng hỗn hợp A bao nhiêu? 56, 21,6. Khối lượng hỗn hợp A là cô có MFeO này, cộng MFeCO3 này, cộng MFe này thì bằng 21,6. Cái này là 72 nhân A cộng 116B cộng 56C bằng 21,6 ga. Đó, phương trình thứ hai này. Phương trình thứ ba là tỷ khối của hỗn hợp khí so với khí hydro là 15. Tức là cô tính được M của hỗn hợp khí là bằng mấy? 15 nhân M lớn hydro là bằng 30. Mà cô đã nói với các con là sao? Hỗn hợp khí là gồm những khí nào thì chúng ta sẽ theo nguyên tắc khí hydro số mol là C này, CO2 là B này, này. Số mol hydro là C này, CO2 là B này. Hai cái khí ni có tỷ khối so với hydro bằng 15 này. Vậy cô sẽ áp dụng thức M trung bình là bằng M lớn chất thứ nhất CO2 là 44 nhân số mol của nó, cộng hydro là 2 nhân số mol của nó, chia tổng số mol thì sẽ bằng 30. Nhớ nghe, M trung bình của hỗn hợp là bằng M trung bình hỗn hợp là bằng M lớn khí thứ nhất nhân số mol khí thứ nhất, cộng M lớn khí thứ hai nhân số mol khí thứ hai, chia tổng số mol hai khí thì bằng 30. Ở đây có nhiều bạn làm đường chéo, nhưng mà nếu mà có từ 3 khí trở lên thì chúng ta không làm đường chéo được, cho nên cô cũng không khuyến khích. Vậy ở đây cô rút ra, cô nhân chéo lên này, cô có này 4B, cô có này 4B cộng 2C bằng 30 nhân A cộng B, nhân ra 44B cộng 2C bằng B cộng C, chứ cái này B cộng C, 30B cộng 30C chuyển vế qua thành 14B trừ 28C bằng 0. Như vậy cô có 3 phương trình A cộng B cộng C bằng 0,25. Phương trình thứ hai là 72A cộng 116B cộng 56C bằng 21C, 4B trừ 28C bằng 0. Ta bấm máy tính. 1 0,25 72 116 56 21,6 10 0 này, 14 trừ 28 0,1, B bằng 0,1 và C bằng 0,05. Vậy thì tính khối lượng của mỗi chất và phần trăm này, phần trăm khối lượng FeO là bằng gì? Khối lượng 72 nhân số mol 0,1 nhân 100 chia tổng khối lượng hợp 21,6. Tương tự các chất còn lại các con tự tính ha. Phần trăm khối lượng FeCO3, phần trăm khối lượng Fe